tấn á. Ở đây là mình dùng những cái món hải sản, dùng những cái món hải sản nha các bạn, ở xứ Bạc Liêu nha các bạn. Đó, đây là con hàu nướng với mỡ hành, rất là ngon nha các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kênh An Giang Ngày Nay tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn những cái hình ảnh của Bạc Liêu nha các bạn, ở thành phố Bạc Liêu. Đó thì mình cũng đi qua cái khu vực thành phố Bạc Liêu và ghi lại một số cái hình ảnh cho quý vị và các bạn cùng xem. Đó thì mình có ghé một cái nhà hàng đó các bạn, đó, nhà bạn hải sản Biển Đông đó các bạn. Đó thì có rất là nhiều các cái hải sản, đó, rất là nhiều các hải sản đó các bạn. Đó mình thấy là cái con cá đuối rất là to nha các bạn, đó, cá đuối, cá bớp rất là to, rất là nhiều cái tôm mực. Đó thì mình đi tới những cái địa phương nào có những cái nét đặc trưng thì mình sẵn tiện ghi lại hình ảnh cho quý vị và các bạn xem những hình ảnh của cái địa phương đó. Đó, đây là hải sản tươi sống của nhà hàng Biển Đông ở thành phố Bạc Liêu các bạn. Đó, mời quý vị và các bạn cùng tham quan cái khu vực này nha các bạn. Ồ, đây là tôm các bạn.
cá chim, rất là nhiều loại cá nha các bạn. Đó, mình cũng không có rành về cái loại cá biển nhưng mà mình thấy rất là nhiều. Rất là nhiều. Đây là con mực nha các bạn. Đó, mực tươi. Đó, người ta ướp đá đó các bạn. Cá đuối nha các bạn, cá đuối rất là to. Ok, cái khung cảnh của cái nhà hàng hải sản này cũng rất là tuyệt vời nha các bạn, rất là mát, thoáng đãng. Tứ có đi Chùa Miên không? Chùa Miên nữa? Ờ, chùa Khmer đâu á. Chùa Chiên gì vậy? Dạy về kiến trúc á, đi cho biết. Đây là hào người Chiên, con hào nha các bạn. Hào... có xì gió nè, ở đây có xì gió đẹp. Ờ, quên mẹ rồi, quên chụp mẹ rồi. Chặn này đâu? Ở đây không nóng. Anh đi cô, ăn cho nóng không tanh. Hào các bạn ơi. Anh đi mẹ không nóng, tanh á. Ở đây là mình dùng những cái món hải sản. Dùng những cái món hải sản nha các bạn. Ở xứ Bạc Liêu nha các bạn. Đó, đây là con hào nướng với mỡ hành. Rất là ngon nha các bạn. Nhiều khi em thấy không mấy cái ruột luôn á. Tôi lấy con nào cũng bỏ chết. Hầu mình to lắm, cả chỗ Nam to ha.
Bye.